nạp nhiên liệu và đợi khởi động máy nhé. Hãng hàng không Việt Nam Airlines kính chào và xin thông báo đến quý khách trên chuyến bay từ Nam đến Bắc Los Angeles. Máy bay sẽ cất cánh sau 30 phút. Quý khách vui lòng check-in và vào phòng chờ để được đưa đến máy bay. Xin cảm ơn. Hello, my dear customer. Vietnam Airlines want to inform you that a flight from the south to the north will take off after 30 minutes. Please check in and have a seat at the waiting room, and we will entrust you to get on the plane. Thank you. Bay đây thông báo mình biết. Cơ trưởng Ice Kim Minh xin thông báo đến quý khách. Do thời tiết trở nên xấu, máy bay đang trong mùa mưa. Vì sự an toàn, quý khách vui lòng không đi lại và chỉ đi lại khi thật sự cần thiết, cho đến khi chúng ta được ổn định. Xin cảm ơn. Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Mình là Ion, mình đây. Đố các bạn biết mình chuẩn bị làm cái gì. Mà cái bụng với cái đít mình to, trời má lửa ơi trời. Thì giờ hôm nay mình sẽ là một vị cơ trưởng chỉ huy kiêm luôn điều khiển cái chuyến bay di chuyển từ phía Nam Los Angeles đến phía Bắc Los Angeles nha các bạn nha. Thì bây giờ mình đang ở trong cái địa phận của cái sân bay quốc tế Los Angeles này mọi người ơi. Thì bây giờ mình sẽ cùng một cái người đồng đội này. Cái người đồng đội này là cái người phụ giúp cho mình á, ngồi kế bên để mà check thông tin, check mã rồi check đường đi ha. Còn mình sẽ làm cái việc lái máy bay ha. Ở lái máy bay cơ trưởng, lái máy bay, lái phi công đó. Hay là mình hơi già ha. Thì cái chiếc xe này ấy mình mới vừa tậu, nhưng mà cái chiếc này là thuộc cái dòng Drift á. Chiếc này là có tên là Mazda MX-5 2016 Phantom ha. Ok á. Ok anh trai. Trời ơi. Con xe này mình mới lấy ra, còn mấy con cũ của mình thì mình bị hư rồi nên mình đang sửa ấy. Thành ra giờ mình lấy con này mình chạy đỡ luôn ha. Đây các bạn coi đẹp nè. Ồ, Mazda nha, biển số là chiếc độc quyền của mình ở tại thành phố này luôn đấy nè, có chữ kênh mình luôn nè. Idol nè. Ôi xịn chưa. Thì thấy ở đây có một cái ghế giống như là ghế đua ha. Cái xe tại vì xe này dành cho drift á. Thành ra nè các bạn thấy mình chạy không? Nè, chạy nè. Nó chạy mà nó cứ đạch đun mà nó không có chịu chạy á, để mình drift á. Nè, khó chạy cực luôn đấy. Nào để mình lên đây. Xe này mà mình điều khiển nó có vãi cái tèo luôn nè. Đó, giờ nó không có lên tốc độ nè. Đó, nó cứ lực a. Lực nè. Ôi giờ mà ơi. Thì mình nghe nói đâu đó hôm nay là 2 giờ chuyến bay bắt đầu ha. Thì bây giờ mình sẽ di chuyển xuống cái sân bay cho thật lẹ này để chuẩn bị hành lý rồi các kiểu, xong rồi mình check in rồi. Mình lên máy bay mình lái thôi. Người lái máy bay à? Hôm nay làm người lái máy bay. Đó này coi sơ nha. Nếu các bạn nào muốn xem về chi tiết con xe này thì qua tập sau mình sẽ review từ con ốc tới cái nắp bình xăng cho các bạn xem luôn nha. Rồi để mình di chuyển coi. Đó là giờ hai con xe này. Mình là cơ trưởng mà phải chở cái người phụ này đi xe nữa mới đâu chứ. Mà thôi, cái ốc sao hết. Ô bị gì vậy? Kẹt xe quá. Mà xe này cũng hơi khó chạy á. Thành ra lết. Ghê đó kìa. Xe này ủa mà cũng đúng mà, tại vì xe này đã sản xuất ra cũng theo kiểu mà đi drift á, đi biểu diễn rồi. Mà lấy chạy ra ngoài đường rồi, đúng rồi nè. Cứ lèo tèo được cái nào hay đó ha. À các bạn coi trong nội thất chứ quên. Cái ký hiệu cái chữ này là các bạn không có nhầm lẫn đâu được nè. Mazda mới có cái này thôi nè. Đó. Ghế rồi ghế đua nè, cái gì
Ơi ông già, ông lắc cái đầu ra cho tôi coi cái tử cho cái ghế ông già. Chuyên gia đẹp một quá đẹp luôn ha. Bộ lăng này, bộ lăng cái nhìn nó da nó mềm ha. Mượt ghê đấy. Ui giời, nội thất rồi làm chi tiết kỹ xảo ghê. Là xe hàng hàng chất lượng cao rồi, tí là sân bay sắp tới sân bay rồi, đi cứ liên thiên biết. Các bạn thấy cái đường ok kìa, các bạn có tiếng súng vậy rồi hên nhá. Hôm nay mình không có hôm nay mình không có làm công an. Ôi, trời 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 cha mẹ ơi. Ôi, hôm nay mình hên là mình không làm công an nhá. Thôi thôi, bình thường là mình làm công an là mấy vụ đó là mình can thiệp vào đấy. Nè, công an chạy nè. U là trời. Ơi anh công an ơi, sao anh chạy kì thế? Ơ kìa, rồi. Ê, ui. Trời ơi, chết rồi, cái tai nạn lớn xong khóc đây rồi. Mình không tính tao mà cái thằng, cái ông nội nằm sau lưng ổng ủi cái đít mình nè, cái xe mình nè. Phải teo thịt. Ui nè, khách sân bay quá trời luôn nè, đó. Thì mấy vị khách sân bay ở đây họ sẽ đứng đợi và xe tới chở luôn sau ha. Còn mình là cơ trưởng, thành ra mình phải tự di chuyển, nhưng mà tí nữa sẽ có một cái xe gì đấy chở mình, hoặc là không thích thì mình tự chạy ở luôn ha. Rồi xuống đây luôn nè. Ui nè, các bạn thấy có cái cảnh quen quen không, cái sân bay kiểu như ở Việt Nam mình luôn đó các bạn ơi. Nè, có cầu rồi thì kia, di chuyển taxi ra người xe cộ đồ, mình thấy nó hay phết luôn đó chứ. Nè, cầu cống rồi nè, có di chuyển theo làn rồi ha, taxi rồi nè. Mà sao không hiểu công an nó dạo dạo đây biết luôn nè. Di chuyển vô nè, có làn có len rồi nè, phân chia rõ ràng nè, số 2, số 1 đón khách này kia nè. Quá trời luôn, như mùa này hơi vắng ha, mà công an đứng tuần tra nó kìa, ghê chưa, quá là an ninh luôn đó chứ. À, quá trời luôn, trong sân bay là an ninh quá dữ luôn đó chứ. Ờ, mình vui đây nhá. Ui trời trời. Rồi vô để mà ấy, mở cửa đi. Đó rồi, không mở cửa rồi. Chắc ông này không nhận không ra mình á, ngày đầu tiên mình đi lái máy bay mà chắc ông này không nhận không ra mình các bạn ơi. Mà đủ luôn chứ. Ok, chào anh trai nhá, mở cửa đi anh trai ơi. Đúng rồi. Ngày đầu tiên lên lái luôn à, ngày đầu tiên lên lái bay. Hy vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra, chuyến bay an toàn đó. Đây là cái sân bay của mình chuẩn bị cất cánh nè. Bây giờ mình sẽ đi vào trong đây để mình check in, cái sau mình quay ra lại máy bay nhé. Để tham bay cho các bạn xem tí nè, trời đây còn sáng nè, chuyến bay sợ chuẩn bị check in các kiểu nó tối mất tiêu ấy. Ok rồi 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 rồi. Ok, mình sẽ bỏ xe tạm đây đi rồi mình đi bộ vào trong mấy cái phòng làm việc rồi mình check in rồi nha. Ok, các bạn đợi mình một xíu nha. Vào đây ở trong cái khu máy bay á, họ không cho quay phim ha. Thật ra các bạn cho mình thích ít phút để mình làm thủ tục nha. Ok. Ok, và bây giờ mình sẽ di chuyển ra cái máy bay nha. Thì theo thông tin của cái chuyến bay này thì mình được biết là mình được lái cái con máy bay Vietnam Airlines của Việt Nam mình á, để di chuyển từ phía Nam Los Santos đến phía Bắc Los Santos ha. Thì họ đã kêu có máy bay sẵn ở đây này. Bây giờ mình sẽ di chuyển ra cái máy bay này. Ui. Ui, đó đây rồi, có máy bay của mình đây rồi. Thì giờ mình sẽ lấy bay và chuẩn bị các thứ rồi đợi người lên nhá, rồi mình sẽ di chuyển nhá. Để coi mình cất cái xe ở đâu cái đã. Thôi bỏ anh đại đi đi. Đi có người dọn dẹp ha. Rồi. Ồ, Việt Nam Airlines nha. Máy bay Việt Nam mình vươn tầm thế giới rồi các bạn ạ. Di chuyển ra sau coi, coi review xương xương coi. Để mình cho các bạn coi xương xương nè. Ồ, Việt Nam Airlines nè, y xì chưa? Đúng là dòng Việt Nam mình chưa? Lá cờ này là không có nhầm lẫn được này. Cái hoa này giống hoa sen. Trước giờ mình lần đầu tiên lái máy bay. mình chỉ biết vậy thôi ha. Chuyến bay này là A886 nè, Việt Nam nè. Airbus nè. Việt Nam Airlines đồ quá dữ. Đây, Sky Team nữa nè, có logo của cái team bầu trời nữa nè. Nguồn lái nè. Đấy, khoang máy ngồi nè nữa, các bạn coi chi tiết từng cái luôn nè.
Đó, bay rồi ghế ngồi. Ủa sao, sao ghế này là ghế gì vậy? Phải ghế thương gia không? Mình chưa đi cái bay lần nào hết thì mình chỉ biết đây là nghe là ghế thương gia với ghế hạng bình thường. Nó cũng có mấy khoang hay gì các bạn ơi, một nè, hai nè, ba nè. Tới cho mình luôn rồi. Nha, mình theo vào đây, ông phụ mình sẽ vào đây, còn cái này là để cho cái người nào có phụ được gì nữa thì kêu họ lên phụ ha. Còn nhân viên đồ họ làm việc sau. Thì hiện tại chưa có ai hết ha, bây giờ mình sẽ lên máy bay để mình set up trước, mình khởi động rồi nạp nhiên liệu các kiểu rồi chuẩn bị cho chuyến bay này ha. Đẹp quá nha, quá dữ quá, đỉnh luôn, đỉnh cao luôn nè, buồng điều khiển nè, A350 rồi. Ok, bây giờ mình sẽ di chuyển lên cái bay đi nào đồng đội ơi. Ok, xin nhiên đứng im vậy. Lên. Giờ sẽ chờ nạp nhiên liệu và đợi khởi động máy nha. Hãng hàng không Việt Nam Airlines kính chào và xin thông báo đến quý khách trên chuyến bay từ Nam đến Bắc Los Angeles. Máy bay sẽ cất cánh sau 30 phút. Quý khách vui lòng check-in và vào phòng chờ để được đưa đến máy bay. Xin cảm ơn. Hello, my dear customer. Vietnam Airlines want to inform you that the flight from the south to the north will take off after 30 minutes. Please check in and have a seat at the waiting room, and we will entrust you to get on the plane. Thank you. Bay đây thông báo mình biết đó là chắc bay tầm 2 tiếng á. Rồi đây. Ok, và bây giờ mình sẽ check thêm một tí gọi là kiểm tra máy bay rồi chờ khách lên rồi mình chuẩn bị chuyến bay này nhá. Thông báo đến quý khách, phụ trách chỉ huy chuyến bay hôm nay do cơ trưởng Y Giam Minh phụ trách đảm nhận. Chuyến bay cất cánh sau 10 phút. Quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn và tắt mọi thiết bị ở chế độ máy bay. Xin cảm ơn. Rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị bắt đầu chuyến bay thôi. Thì bên mình đã kiểm tra toàn bộ hết cái máy móc và động cơ, rồi tới nhiên liệu, nạp nhiên liệu và đã đưa hành khách lên máy bay ha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ chuẩn bị bắt đầu chuyến bay này. Thắt dây an toàn vào nha. Rồi cho đàng hoàng nha. Cơ phó. Ok. Rồi, bắt đầu. Đó là lần đầu tiên mình lái không biết có sao không. Ôi, bay đâu cánh lên ơi. Cơ trưởng Ice Gaming xin thông báo đến quý khách. Do thời tiết trở nên xấu, máy bay đang trong mùa mưa. Vì sự an toàn, quý khách vui lòng không đi lại và chỉ đi lại khi thật sự cần thiết, cho đến khi chúng ta được ổn định. Xin cảm ơn. Quá đẹp nè, thành phố đồ nè. Mà hơi mưa tí, hơi nguy hiểm tí, nhưng mà không sao. Đối với mình thì cái chuyến bay đầu tiên cũng như chắc là chuyến bay cuối cùng. Chắc là chuyến bay cuối cùng á. Mình nghĩ là chuyến bay này là chuyến bay cuối cùng của mình luôn á. Không biết mình còn cái mạng sao mà. Phải thật. Thôi, tôi giỡn cái chứ. Nói vậy là chết rồi. Rồi, ok. Tao bay lên nè. Bé phải. Rồi cái ông cơ phó này ông gọi ông im ru luôn để mình làm hết luôn trời. Mưa gió bão bùng nè. Tới rồi. Đây 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 đây.
Chuyến bay Việt Nam Airlines do cơ trưởng E-Gaming phụ trách xin thông báo, máy bay đang từ từ hạ cánh và chậm gấp. Xin quý khách vui lòng kiểm tra lại dây an toàn để tránh những tai nạn đáng tiếc và vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời khỏi máy bay. Xin cảm ơn. Thank you. Ok nha. Ok, chết rồi mình dừng lại nữa. À, đừng có tông vô. Lui. Trời ơi, chạy bay vậy chết luôn. Rồi để mình cắt đây. Lùi tí. Mày. Ok. Rồi sao nhiệm vụ? Bây giờ mình sẽ di chuyển ra cái ngoài này ha. Vừa quá, để cho mấy ông kia sau trời mưa hình như không có ai làm việc hay gì, không ai đón đưa hết mấy cái ông vị khách trên tan tàu này. Bây giờ mình vào đây mình núp mưa nha. Trời, cái ông cơ phó này ông phế ơi là phế luôn ấy. Và xong, mình vừa mới đáp cánh ở phía bắc của Los Santos ha. Và bây giờ mình sẽ di chuyển về sau khi cái chuyến bay này được đáp cánh thành công và vào chuyển hàng cũng như là hành khách lên tới đây rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay lại về cái chỗ phía nam của Los Santos ha. Xin thông báo, chuyến bay của chúng ta chuẩn bị quay về. Quý hành khách vui lòng ổn định chỗ ngồi để tiếp tục chuyến bay. Xin cảm ơn. And continue the flight. Mình di chuyển về luôn nha. Tại vì chuyến bay họ yêu cầu á, họ thấy an toàn như vậy rồi á. Thành ra bây giờ mình sẽ bay một mình về luôn ha. Thì hiện tại là ở trên đây họ vận chuyển thêm hàng hóa nhưng mà không có người hành khách nào hết ha. Thì bây giờ mình sẽ di chuyển này. Trời ơi, đi trò này hơi ghê nguy hiểm nha. Nhưng mà hy vọng là mình sẽ làm được. Các bạn hãy tin mình. À, trời mưa nãy là mưa vừa nè, bây giờ là đen hết cả bầu trời luôn nè. Nghe chưa? Cao lên đấy. Đó là sao mà thấy nó giống xịt khói vậy? Nó hư vậy em nội? Cái cánh nó bị thiên điển rồi. Ôi trời ơi, mấy có bị sấm sét hay là mưa nó ướt máy móc không biết nè. Khói quá thiệt khói luôn rồi nè. Trời ơi, tới đồi Vinahut gì rồi. Để đi máy bay cũng khá là lẹ ha. Bay cũng có chút xí à. Là tới à, tại vì đi máy bay á, nó không bị cản trở giao thông á, là bay một mạch là tới luôn á, trên không nó lẹ, di chuyển lẹ ha. Mà hơi tốn nhiên liệu một tí. Đó, kìa chưa à, thành phố về đây vẫn đẹp nha. Nhìn bình yên ghê. Nó đã luôn. Nhưng thành phố này hồi hết xe. Xe nhỏ như con kiến luôn ha. Nhìn xuống nè, như một cái vương quốc kiến vậy. Xin thông báo quý khách, máy bay chúng ta đang ở độ cao 1.000m và chuẩn bị hạ cánh. Quý khách vui lòng không rời vị trí và thắt dây để được đảm bảo an toàn. Xin cảm ơn. Sau 10 giây, máy bay chúng ta sẽ chạm đất. Thay mặt phi hành đoàn, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách có một ngày tốt đẹp. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trân trọng kính chào. An toàn. Ok. Ok. Rồi đám cánh an toàn rồi mọi người ơi, thấy mình giỏi không? Rồi và mình đã xuống máy bay rồi ha. Thì thôi chắc mình kết thúc cái chuyến bay này tại đây ha. Thì cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi mình này. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Nếu mà các bạn nào có ý tưởng hay á thì các bạn đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận cho mình ha, để mình lấy ý tưởng mình làm tiếp á. Thì thôi, bye bye. Dù chiếc bay bão tố quá, đi vào thôi nào. Ok, và mình hãy vào lấy xe mình di chuyển về nhà nha. Rồi xong một chuyến bay rồi mọi người ơi. Ok, bye bye.